Chào các bạn, đây là một cái núm của Zilai chuyên dùng để chỉnh độ sáng của cái đèn. Thì đây là cái đèn phòng khách của mình. Nó cũng là Zilai và hai thằng này sẽ giao tiếp với nhau qua Bluetooth. Thật ra thì nếu mà bạn không dùng cái núm đó thì bạn vẫn có thể dùng được cái remote như thế này để mà điều khiển đèn Zilai. Mà ở đây là tại sao mình lắp thêm cái núm, là tại vì mình không muốn tắt bật bằng cái công tắc này. Tại tắt cái này là tắt nguồn luôn, trong khi cái cục Zilai này nó còn dùng để làm Bluetooth gateway cho căn nhà của mình. Cho nên là mình phải dùng cái đèn xoay này. Thì khi mà mình xoay cái núm á, thì bạn thấy là độ sáng nó có thể thay đổi. Và nếu mình nhấn vô cái núm thì nó sẽ tắt luôn cái đèn. Nếu mà mình double click vô cái núm thì nó sẽ sáng lên, rồi double click lần nữa mới sáng tối đa. Cứ lại double click sáng vừa, double click nữa sáng tối đa, không cần xoay. Thì cái núm này bạn thấy là nó gắn vô tường, mà thiệt ra nó là dán thôi các bạn, tại vì nó sử dụng kết nối Bluetooth với lại cái đèn, cho nên là không cần khoan đục đẽo gì hết, cứ dán vào tường thôi. Nó sử dụng pin nút áo là CR2032, cho nên hết pin thì gỡ ra và thay, không cần phải mua mới. Bục này mình mua giá 320.000, mình thấy khá là được, nhìn cũng đẹp so với lại một cái công tắc bình thường, mà nó điều chỉnh được độ sáng nữa, không phải xài remote thì là bằng ở xa thôi, còn nhà chung cư kiểu gần thì cứ đi ra mà vặn núm là được. Rồi, xin cảm ơn các bạn.